chồng yếu sinh lý, vợ không thể ngừng ngoại tình, đáng trách hay đáng thương. Các bạn thân mến, hôn nhân là cái kết đẹp nhất trong một cuộc tình, nhưng nó lại là một chương mới của tương lai. Kết hôn là bạn đang bước chân vào một trang mới của cuộc đời, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi từ đây. Và tất nhiên cặp vợ chồng nào cũng mong muốn được trọn vẹn hạnh phúc gia đình, nhưng đâu phải cuộc sống hôn nhân luôn giống như những gì mà chúng ta mong muốn. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho cả hai vợ chồng cảm thấy không được hạnh phúc và dễ dẫn đến sa ngã vào con đường ngoại tình. Chuyện vợ ngoại tình vì chồng yếu sinh lý không còn là chuyện lạ và hiếm gặp nữa, mà đang dần trở thành một vấn đề khó giải quyết của rất nhiều gia đình. Đây cũng là một trong những chủ đề khó có thể phân biệt được trách nhiệm, ai đúng, ai sai, ai đáng trách và ai đáng thương nhiều hơn trong gia đình. Vậy thì vợ ngoại tình, chồng yếu sinh lý, đáng thương hay đáng trách? Chúng ta hãy cùng chia sẻ và thảo luận trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Các bạn thân mến, người phụ nữ thì cũng giống như người đàn ông, cũng có những nhu cầu sinh lý của bản thân và có quyền được thỏa mãn. Vì thế chuyện chăn gối là một điều không thể thiếu trong đời sống vợ chồng. Tuy nhiên vì một số lý do nhất định mà nhiều người chồng không thể làm tròn được bổn phận của cánh mày râu, khiến cho vợ không duy trì được trạng thái cơ thể tốt nhất, dẫn đến việc tâm lý bị ảnh hưởng và sinh ra ngoại tình. Nhiều ý kiến cho rằng vợ sẽ có những khao khát về chuyện tình dục nhiều hơn nếu như so với người chồng, họ luôn khao khát và mong muốn được thỏa mãn những nhu cầu. Nhưng chỉ khác một điểm là hầu như họ ít khi thể hiện ra mặt mà luôn chờ đợi sự chủ động đến từ người chồng. Thế nên khi sự chờ đợi này không được đáp ứng, khi những ham muốn không được đền đáp, thì tự bản thân họ sẽ sinh ra tâm lý xem thường người chồng và cho rằng mình xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn, dẫn đến hành vi ngoại tình. Nhu cầu sinh lý của mỗi con người là khác nhau hoàn toàn, chưa kể ở cả nam giới và nữ giới cũng có sự chênh lệch đáng chú ý. Nhu cầu của đàn ông đương nhiên là sẽ luôn cao và nhu cầu của chị em phụ nữ thì sẽ thấp hơn một chút. Có phải là bạn đang nghĩ như vậy hay không? Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Nhu cầu sinh lý không phụ thuộc hoàn toàn vào giới tính, mà nó là nhu cầu riêng của từng cá thể. Có thể rất nhiều trường hợp chị em có nhu cầu quá cao khiến cho chồng không đáp ứng được, dẫn đến ngoại tình. Như chúng ta đã biết, tình dục đóng một vai trò rất lớn trong hôn nhân, và phụ nữ thì cũng khao khát được thỏa mãn trong đời sống tình dục của mình. Chẳng phải đây cũng là trách nhiệm của người chồng hay sao, làm cho người bạn đời của mình thỏa mãn và sung sướng? Nhưng một số cánh mày râu thì lại tỏ ra yếu đuối hơn so với đối phương, và họ đã không thể đem lại sự hài lòng tuyệt đối. Người phụ nữ, nhiều người, họ khó có thể chấp nhận an phận bên người chồng khi mà đang khiến cho mình không thỏa mãn, thế nên họ ngoại tình. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của hai người phụ nữ. Người phụ nữ đầu tiên sinh ra trong một gia đình gia giáo. Sau khi tốt nghiệp đại học loại giỏi cùng một trường kinh tế, chị dễ dàng trúng tuyển vào công ty nước ngoài. Tại đây chị quen và kết hôn với chồng của mình sau 7 tháng hẹn hò. Thế nhưng sau khi lấy nhau được hơn 4 tháng, chị chưa một lần được thỏa mãn, chưa được nếm cái cảm giác gọi là lên đỉnh. Lần nào cũng vậy, chị mới nhập cuộc được khoảng 10 phút thì anh ấy đã ỉu xìu lúc nào chẳng hay. Cũng vì vậy mà chị luôn thấy thiếu thốn vô cùng. Có lần nọ vì công việc cấp trên giao cho chồng chị phải đi công tác ở Trung Quốc trong 2 tháng. Cũng trong khoảng thời gian này, chị thường xuyên online muộn và có chat nhạy cảm với nhân tình ảo trên mạng. Chỉ sau vài lần trò chuyện, chị cảm mến người đàn ông kia và hai người đã gặp nhau để làm chuyện ấy. Chị ngoại tình vì chồng yếu sinh lý, qua lại với người đàn ông khác chính là để giải tỏa sinh lý. Chị vừa cảm thấy có lỗi nhưng lại vừa cảm thấy mình được thỏa mãn. Cũng không riêng chị, một cô gái trẻ khác cũng ngậm ngùi tìm của lạ để bù đắp sự thiếu thốn trong thể xác mà chồng không thể đáp ứng được. Chị Hương 29 tuổi, chồng hơn chị 15 tuổi. Trước kia chị Hương cũng muốn lấy được một người chồng trạc tuổi mình, hoặc có hơn thì cũng chỉ hơn chừng 2-3 tuổi. Nhưng vì bố mẹ hai bên đã thỏa thuận và ép gả nên đành chấp nhận. Thuở mới cưới, chuyện vợ chồng không mặn nồng, bởi đơn giản là họ đến với nhau không xuất phát từ tình yêu. Tuy nhiên khi chung sống một thời gian, cảm nhận được tình cảm của người đàn ông bên cạnh mình, chị đã bắt đầu yêu anh và muốn được làm vợ chồng thực sự. Những tưởng cái cảm giác gần gũi trước kia không ai làm thỏa mãn ai, nhưng khi bản thân mong muốn hai người được hòa hợp thì cuộc yêu cũng chẳng thể trọn vẹn. Quá nhiều lần như vậy, chị Hương mới biết rằng chồng mình bị yếu sinh lý.
Khi tình dục lệch pha lâu ngày không được giải quyết, người phụ nữ bắt đầu có ý định ngoại tình với mục đích làm bản thân mình thoải mái hơn. Dù biết nếu mọi chuyện bị bại lộ thì tình cảm sẽ rạn nứt, nhưng vì bản năng, cuối cùng chị cũng không thể chiến thắng nổi bản thân mình. Tâm lý người phụ nữ đi ngoại tình như thế nào khi chồng yếu sinh lý? Hầu hết phụ nữ một khi đã ngoại tình đều bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nghĩa là họ đã có một sự gắn kết về mặt cảm xúc thì họ mới có thể lên giường với người đàn ông khác được. Chính vì thế có khá nhiều trường hợp phụ nữ thực sự bản thân đã thấy mình ngoại tình nhưng lại luôn lấy lý do chồng yếu sinh lý để bao biện cho hành vi của mình. Mặt khác, cũng có nhiều chị em phụ nữ nghĩ rằng khi nhu cầu của họ không được thỏa mãn thì họ ra bên ngoài để tìm kiếm được nhiều cái mới lạ hơn. Quan trọng nhất vẫn là phương diện tình cảm. Dù rằng sinh lý có được thỏa mãn nhưng người chồng ít quan tâm, ít chăm sóc, ít yêu thương thì người vợ ngoại tình là điều rất khó tránh. Và câu hỏi được đặt ra ở đây đó là vợ ở ngoại tình vì chồng yếu sinh lý có đáng được chấp nhận hay không? Khó có thể trả lời được rằng chồng yếu sinh lý vợ ngoại tình là đúng hay là sai. Người phụ nữ trong trường hợp này vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Nó là một phần của bản năng, còn phần còn lại là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ. Nhưng đối với xã hội hiện tại thì việc người phụ nữ ngoại tình là luôn đáng trách. Nhưng ở một khía cạnh khác, không ít đứng ông chồng vì chê vợ xấu, vì chán cơm thèm phở. Điều này cũng đáng được lên án chứ đúng không? Nhưng trong trường hợp này, khi mà người phụ nữ ngoại tình vì ông chồng không làm tròn nghĩa vụ của mình thì lỗi cũng lại là do những người chồng nữa. Nhưng người vợ vì chồng yếu mà dễ dãi, mà buông thả bản thân và sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc gia đình chỉ vì dục vọng thì cũng khó có thể chấp nhận được. Khi hai người vẫn là vợ chồng thì đương nhiên cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Không thể chỉ vì nhu cầu về thể xác cá nhân mà người vợ lại có thể lý do chính đáng cho việc mình cắm sừng chồng. Vấn đề về đời sống tình dục cần được cởi mở hơn và cả hai vợ chồng thay vì cảm thấy ngại ngùng, giấu giếm rồi lại tức giận. Tôi tin rằng khi có sự chia sẻ, các vấn đề phát sinh trong vấn đề ân ái sẽ được tháo gỡ, cả hai sẽ thấu hiểu và thông cảm với nhau hơn. Hay nói cụ thể hơn, xét về khía cạnh tâm sinh lý thì người phụ nữ trong trường hợp này thật sự cũng rất đáng thương. Còn nếu xét trên khía cạnh người phụ nữ của gia đình thì họ đáng trách hơn cả. Họ đáng thương vì chồng không chiều họ như là ý họ mong muốn hoặc không chiều họ được như những người chồng khác chiều vợ. Thế nhưng ở góc độ khác họ cũng đáng trách khi không giữ được sự trung trinh của bản thân mình. Yếu sinh lý nam không phải là không chữa được, thay vì những hành động sai lệch về đạo đức như vậy. Tại sao các chị em không quan tâm, không chia sẻ thẳng thắn với chồng để tìm ra cách khắc phục? Chuyện vợ chồng ngoại tình vì chồng yếu sinh lý không còn là chuyện lạ và hiếm, mà đang trở thành vấn đề cần phải được giải quyết ở nhiều gia đình. Mấu chốt ở đây vẫn là nhìn thẳng, nhìn thật vào vấn đề để chúng ta có thể cởi mở chia sẻ và giúp nhau cùng vượt qua. Đó mới là vợ chồng. Hãy là điểm tựa, động viên chồng và giúp chồng điều trị bệnh yếu sinh lý. Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Hạnh phúc gia đình được gìn giữ khi người phụ nữ có những hành động và suy nghĩ đúng chuẩn. Tôi nghĩ rằng nếu như bạn thật sự là một người phụ nữ yêu chồng và mong muốn cùng với chồng đầu bạc răng long, tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống, thì bạn hoàn toàn có thể giúp chồng vượt qua được căn bệnh mà cũng không phải là không thể chữa trị này được. Để giải quyết vấn đề vợ ngoại tình chồng yếu sinh lý cũng có nhiều cách, có cả cách tích cực và cả cách tiêu cực. Tùy vào mức độ ngoại tình của vợ mà hãy lựa chọn con đường đi đúng đắn. Không là cú sốc tâm lý đối với con trẻ cũng như người nhà. Cũng không phải người vợ nào ngoại tình là chúng ta cũng hất đổ hết đi. Đôi khi họ cũng rất đáng thương. Nếu như người phụ nữ vẫn còn yêu chồng và mong muốn tiếp tục chung sống với chồng thì bạn nên tìm cách chia sẻ với chồng để cả hai có phương án giải quyết tốt nhất. Nói thẳng thắn cũng không phải là một cách duy nhất. Bạn có thể khéo léo gợi ý để chồng hiểu được rằng anh ấy đang gặp một chút vấn đề và bạn sẵn sàng cùng với anh ấy giải quyết. Nếu như bạn không biết cách lựa lời sẽ rất dễ khiến cho chồng tổn thương lòng tự trọng, vì đàn ông vốn rất nhạy cảm trong những chuyện này. Khi mà chồng có tín hiệu cho thấy rằng anh ấy hiểu tình trạng của mình và muốn tìm phương hướng giải quyết thì bạn hãy thể hiện rằng mình sẵn sàng bên cạnh chồng để cùng nhau tìm ra nguyên nhân. Cũng có thể vờ như không biết nguyên nhân do đâu và đề nghị cả hai vợ chồng đi khám bác sĩ để từ đó biết cách chữa trị. Người vợ trong trường hợp này chỉ cần giữ được thái độ tốt, sẵn sàng đồng hành cùng với chồng và đừng tỏ thái độ tiêu cực như là than phiền, trách móc hay khinh bỉ chồng,
thì tôi tin rằng các anh sẽ có được tâm lý thoải mái và tự tin nhất khi giải quyết vấn đề của mình. Cả hai vợ chồng cùng nhau cố gắng thì nhất định sẽ giữ được hạnh phúc gia đình. Vợ cũng như chồng nên duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống dinh dưỡng với những thực phẩm cường dương, rau xanh và các thực phẩm giàu nguyên tố vi lượng như là kẽm, magie, các loại vitamin nhóm A, B, C. Không chỉ tốt cho phụ nữ mà còn rất tốt cho cả đàn ông nữa. Những nguyên tố vi lượng và vitamin có trong các loại thực phẩm không những giúp làm giảm lượng cholesterol, hạ huyết áp mà còn tăng lượng lưu thông máu đến dương vật và hỗ trợ các chức năng cương cứng, đồng thời kích thích được những ham muốn. Còn trong trường hợp mọi thứ tồi tệ hơn, vợ chồng không thể cùng nhau đi tiếp con đường phía trước, người vợ không sẵn sàng để đồng hành cùng với người chồng, và người chồng cũng không thể chấp nhận được một người vợ tìm kiếm được người đàn ông khác khi mà chồng đang trong những giây phút cần người vợ bên cạnh nhất, thì ly hôn cũng không phải là điều quá tệ. Mỗi người đều có những quan điểm và mục đích sống khác nhau. Tình dục tuy không phải là tất cả, nhưng nó lại là gia vị duy trì cuộc sống hôn nhân. Nếu như hai bạn cảm thấy việc không thỏa mãn được trong đời sống tình dục khiến cho cuộc hôn nhân này ngày càng trở nên bế tắc, không thể dung hòa, không có hạnh phúc, thì có thể cân nhắc đến việc ly hôn. Tất nhiên, con người ta khi đến với nhau, khi kết đôi thành vợ thành chồng, không ai mong muốn những giờ phút ly tan cả. Thế nhưng nếu như hai người không còn chung lý tưởng sống, không còn muốn đồng hành cùng với nhau nữa, thì dừng lại và chúc phúc cho nhau, tôi nghĩ cũng là một điều khiến cho các bạn tìm lại được hạnh phúc riêng của mình. Và nó cũng không phải là một điều gì đó quá tệ đâu. Chúng ta chỉ sống một cuộc đời, và ai cũng có nhu cầu hạnh phúc riêng của mình. Hãy nhẹ nhàng, hãy bình thản trước những quyết định, bởi vì dù sao, bạn cũng là một người đáng trân trọng. Và các bạn thân mến, hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi trong video ngày hôm nay đã góp phần giúp bạn có một cái nhìn ưu nghĩ là đa chiều và một phần nào đó thông cảm với những người phụ nữ trong trường hợp này, và chúc cho tất cả chúng ta đều sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe rất nhiều. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.